Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tắm cho chó vào mùa đông hoặc là những cái ngày thời tiết thay đổi, se lạnh. Thì các bạn nên xem lần lượt. Ở cái video này chạy chó Gavi mình sẽ giới thiệu chi tiết cái cách tắm. Một lần tắm cho một con chó nó mất khoảng tầm 15 phút thôi. Đây, video này là sẽ quay lại cái quá trình đấy, không có tua hay là gì cả. Thì các bạn cùng theo dõi. Thì tắm cho chó, cái điểm đầu tiên mà chúng ta lưu ý khi mà thời tiết lạnh là chúng ta phải lựa chọn cái khu vực tắm là cái khu vực khuất gió, không để cái tình trạng có gió lùa khi chúng ta đang tắm cho chó. Mùa đông là chúng ta phải lưu ý cái điều ấy. Con chó thì hầu hết các cái giống chó nó không sợ lạnh, nhưng mà nó lại sợ cái lạnh đột ngột. Nếu mà chúng ta có phòng tắm, chúng ta có thể cho chó vào trong phòng tắm được, thì chúng ta cũng nên dùng nước không nóng không lạnh, chứ cũng không nên dùng nước nóng để chúng ta tắm cho chó đâu. Cái quan trọng nhất khi mà chúng ta tắm cho chó vào mùa đông hoặc là chúng ta tắm cho chó con là cái việc để cho con chó nó có cái thời gian nó làm quen với cái sự thay đổi nhiệt độ của nước. Thì chúng ta sẽ lần lượt làm ướt phần chân của con chó trước, bốn chân của con chó trước, sau đó thì sẽ làm ướt đến phần bụng của con chó, tiếp đến là phần bên thân trên của con chó thì chúng ta sẽ làm ướt từ mông, làm ướt lên trên đến phần đầu. Thì có một cái lưu ý khi mà chúng ta làm ướt phần đầu của con chó thì chúng ta lưu ý cố gắng không có để cho nước nó vào tai con chó. Còn khi mà chúng ta muốn làm ướt cái phần mặt của con chó thì chúng ta sẽ nhắc con chó một chút, dùng tay hơi che mắt của nó để nó nhắm mắt lại. Rồi chúng ta có thể đổ nước hoặc là chúng ta dùng vòi, chúng ta xịt ở cái mức nhẹ. Sau khi mà làm ướt xong toàn thân con chó rồi thì chúng ta sẽ dùng cái sữa tắm cho chó. Thì dùng loại sữa tắm nào thì tùy vào mọi người chọn, tùy vào cái sự lựa chọn của chúng ta. Một là theo cái mục đích chúng ta muốn sử dụng, chúng ta muốn tạo, chúng ta thường xuyên tắm cho con chó hay là thỉnh thoảng chúng ta mới tắm. Chúng ta nuôi con chó cùng với người hay là chúng ta nuôi con chó ở một khu vực riêng biệt. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại dầu tắm nó phù hợp, cái sữa tắm phù hợp. Các cái sữa tắm đắt tiền có thể nó sẽ phù hợp với lại những con chó mà được nuôi ở gần chủ, ở với chủ. Với cái lượng tắm khoảng 1 tuần đến 10 ngày một lần. Thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái sữa, nên lựa chọn những cái sữa tắm đắt tiền. Bởi vì là cái mùi thơm của nó sẽ bền hơn là các cái sữa tắm rẻ. Các sữa tắm rẻ thì nó thích hợp với lại các cái con chó mà chúng ta nuôi có thể là ở những cái khu riêng dành cho chó, hoặc là chúng ta tắm cho cái con chó của chúng ta nó thường xuyên hơn. Như chó ở nhà mình thì cũng ít tắm lắm. Nhiều người hỏi là thường thường thì tắm bao nhiêu. Có thể mọi người nghĩ là con chó ở nhà mình, ở trại nhà mình là tắm rất nhiều, nhưng không phải. Thực ra là bọn chó này nó giữ cái cơ thể của chúng nó rất là sạch. Chúng ta chỉ cần có cái chỗ nằm sạch sẽ cho chúng nó thì 10 ngày hay là 20 ngày chúng ta tắm cho nó một lần nó vẫn rất là sạch, thơm. Ngày hôm nay thì mình tắm cho Siro là mình tắm kỹ. Bình thường thì một cái lần tắm cho một con chó nó khoảng tầm tổng cộng tất cả thời gian từ lúc bắt đầu tắm cho đến lúc xong nó chỉ rơi vào khoảng từ 10 cho đến 12 phút thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Siro vừa mới phá xong mấy nghịch cho nên là nó bị bám bẩn vào người. Phải kỳ cọ cho nó kỹ hơn mọi ngày nhiều. Rất nhiều người là
có phàn nàn về cái việc là tắm cho con chó nó khó khăn, con chó nó căng thẳng khi nó tắm. Thì cái đấy là chúng ta phải xem lại cái cách mà chúng ta tương tác, chúng ta giao lưu với con chó của chúng ta nhé. Các bạn cứ coi như đấy là một cái việc là chủ với chó chơi với nhau trong cái lúc tắm cho con chó, thì tự nhiên là cái tâm lý của chúng ta nó cũng thoải mái, nó làm việc chúng ta tắm cho nó cũng không mệt, chúng ta cũng không mệt. Mà con chó thì nó như là được xoa vuốt thư giãn, cả hai đều vui vẻ. Thậm chí là như bọn chó nhà mình thì cho nó thấy chủ tắm cho một con thì những con khác nó còn tranh nhau để nó lao vào để nó được tắm. Cái việc lựa chọn sữa tắm thì tùy vào mục đích của mỗi một người chúng ta và cái khả năng tài chính của chúng ta. Còn tất nhiên là những cái đồ sữa tắm, những cái đồ đắt tiền thì thường chất lượng nó sẽ tốt hơn. Không những là bám mùi, nó còn có rất nhiều các cái tác dụng khác ở trong cái sữa tắm, có thể là nó phòng chống một số cái nấm ngoài da, hay là phòng chống một số cái loại ve rận hay gì đấy. Thì với một số cái giống chó mà nó có màu lông đặc biệt, như là một số giống chó nó màu trắng chẳng hạn, thì khi ấy là nó sẽ còn có những cái tác dụng khác nữa ở trong cái sữa tắm, có thể nó tẩy trắng lông hay gì đấy. Bình thường nhìn chung thì chúng ta sẽ lựa chọn cái sữa tắm theo cái cách mà chúng ta nuôi con chó thôi, và cái thời gian chúng ta tắm cho con chó của chúng ta, bất kể là giống chó gì các bạn nhé. Và lưu ý với một số bạn là chúng ta sẽ không dùng cái dầu gội đầu của người để chúng ta tắm cho chó. Bởi vì là các cái dầu gội đầu của người thì thường là nó có thêm một cái tác dụng là cái tác dụng giữ ẩm cho da. Mà nếu mà chúng ta dùng cái dầu gội đầu của người chúng ta tắm cho chó ấy, thì con chó nó sẽ rất là dễ bị nấm da. Bởi vì cái da của nó khi ấy nó sẽ bị ẩm quá. Bạn nào mà đã từng dùng dầu gội đầu của người để tắm cho chó mà con chó nó không bị nấm, nó không bị ngứa thì đấy là rất là may mắn đấy. Còn đa số thì chó của các bạn dùng dầu gội đầu của người tắm thì các bạn sẽ thấy là con chó nó sẽ bị ngứa hoặc có thể bị nấm. Nếu mà bí quá mà dùng dầu gội đầu của người thì các bạn lưu ý là dùng các loại dầu gội đầu càng rẻ càng tốt. Bởi vì những cái loại ấy nó sẽ cái cơ chế giữ ẩm của nó rất là ít. Những loại dầu gội đầu của người mà dầu gội đầu đắt tiền thì là cái giữ ẩm của nó càng cao thì con chó nó càng dễ bị nấm. Chúng ta nên dùng cái sữa tắm dành riêng cho chó. Một cái chai sữa tắm nó chúng ta có thể dùng cho con chó của chúng ta cả năm. Nó không có tốn bao nhiêu tiền cả. Lịch tắm thì chúng ta nên tắm cho con chó của chúng ta mỗi tuần hoặc là mỗi 10 ngày một lần. Nên là như thế. Thì nó đảm bảo con chó của chúng ta lúc nào nó cũng sạch sẽ, và nó cũng sẽ hạn chế được một số cái bệnh ngoài da của con chó. Nếu trong cái trường hợp không may nó nằm vào cái chỗ nào bẩn chẳng hạn thì nó cũng sẽ được làm sạch luôn. Thì mùa đông hay mùa hè cái thời gian tắm chúng ta không có cái quy định, không có phải e ngại về cái thời gian tắm cho con chó là nhanh hay là lâu các bạn nhé. Chúng ta chỉ lưu ý có một cái điều là mùa đông chúng ta tắm cho con chó thì chúng ta phải làm ướt lần lượt từ bốn chân rồi đến bụng rồi đến phần bên trên con chó, thì chúng ta làm ướt từ hông, chúng ta làm ướt lên đến trên đầu con chó, và chúng ta làm ướt từ từ để con chó nó có thời gian nó làm quen với lại cái nhiệt độ lạnh của nước. Nếu chúng ta làm ướt con chó quá nhanh thì con chó nó sẽ rất là dễ bị cảm, bị ho. Đấy, mùa hè hay mùa đông đây, như mình đang tắm vào một cái ngày đầu mùa đông, phải mặc áo khoác đấy. Trời hôm nay thì nó cũng không phải là quá lạnh nhưng mà nó cũng lạnh đấy. Nhưng mà tắm cũng không có cái gì phải vội vàng cả. Quan trọng nhất là chúng ta không để nó có gió lùa. Cái việc con chó mà người nó đang ướt mà có gió nó lùa thì con chó nó sẽ bị lạnh.
Nhưng nếu không có gió lùa, khi con chó nó đã quen với cái nhiệt độ của nước rồi thì chúng ta tắm kỹ hay là chúng ta tắm nhanh, nó cũng con chó nó không có đáng ngại về cái vấn đề ảnh hưởng sức khỏe đâu. Khi mà chúng ta làm sạch cái sữa tắm ở trên người con chó thì chúng ta cũng sẽ dội nước từ hông, chúng ta dội nước lên nhé, chứ không chúng ta không dội nước từ trên phần đầu, chúng ta dội nước ngược lại. Bởi vì trong cái thời gian mà chúng ta dùng xà bông ở trên người con chó thì cái người con chó nó tương đối là khô. Nó lại cần một cái con chó nó lại cần một cái thời gian để cho nó làm quen với lại cái nhiệt độ của nước lại. Thì chúng ta sẽ dội từ chân chúng ta dội lên. Phần đầu của con chó thì chúng ta lưu ý là không để cho nước nó vào tai con chó các bạn nhé. Chúng ta cứ dội thật nhẹ một ít một thì con chó nó sẽ tự điều chỉnh cái tai của nó để nước nó không vào được tai. Phần đầu chúng ta nên là một cái phần chúng ta sẽ tắm cái phần đầu riêng. Như mình tắm thì đấy mình sẽ tắm từ cái phần cổ, hoàn toàn là từ cổ tắm xuống. Rồi tắm hai má của con chó, chính là cái phần mặt đấy. Phần mặt thì sẽ tắm hai bên má. Xà bông thì vẫn xoa hết cả mặt, cả đầu. Phần đầu của con chó khi chúng ta dội nước rất nhẹ thì nước nó cũng không vào tai và nó cũng chẳng vào mắt của con chó đâu. Nhưng đấy sẽ là cái việc mà chúng ta sẽ làm cuối cùng khi tắm cho một con chó. Sau khi mà chúng ta làm sạch hoàn toàn cái sữa tắm ở trên người con chó, chúng ta không để sót lại nhé. Bởi vì sót lại cái sữa tắm ở trên người con chó thì nó lại con chó nó dễ bị nấm ngoài da đấy. Bởi vì trong cái sữa tắm đấy kiểu gì nó cũng sẽ có một cái phần kiềm nào đấy, nó có thể gây ăn da. Thì sau khi làm sạch cho con chó cái sữa tắm cho ở trên người con chó thì chúng ta cái một cái việc không bao giờ được phép làm sơ sài là cái việc lau cho con chó nó khô. Thì mình là mình dùng cái gọi là khăn bọt biển. Cái này thì ở các cái pet shop thú y cho chó mèo thì bán rất là nhiều. Cái này ở phòng khám thú y Việt Đức, cái pet shop của phòng khám thú y Việt Đức cũng có bán. Các bạn mà có cần cái khăn lau này thì các bạn cũng có thể để lại số điện thoại ở dưới video. Thì phòng khám các bạn nhân viên ở phòng khám các bạn ấy sẽ gửi cho các bạn. Cái khăn này thì nó sẽ giúp lau gần như là lau khô kiệt nước ở trên người con chó. Chúng ta cứ nó hút nước mà, chúng ta vắt khô nó đi rồi chúng ta lại lau. Thì cái lau khô cho con chó thì quan trọng nhất là chúng ta lau khô hoàn toàn ở cái phần trên lưng. Đấy là phổi của con chó nó dính với lại cái phần dọc sống lưng này, chúng ta sẽ phải lau kỹ. Tiếp đến là cái đến phần bụng của con chó. Còn nếu mà trời lạnh thì chúng ta sẽ phải lau khô cả toàn thân của con chó, cả chân nữa. Bởi vì chỗ nào dính nước mà nó ra có gió thì con chó nó sẽ bị lạnh ở khu vực ấy. Nhưng làm khô cho con chó thì quan trọng nhất là chúng ta làm khô ở phần dọc sống lưng và phần dưới bụng. Dọc sống lưng thì cần phải làm khô kỹ hơn. Trên đây là mình đã hướng dẫn chi tiết một cái lần tắm cho chó, cả chó con cả chó to chúng ta đều thực hiện như vậy. Và mùa đông chúng ta cũng vẫn tắm cho con chó của chúng ta bình thường, không có phải e ngại. Đấy, chỉ có một số lưu ý thì chúng ta phải nhớ là cái việc làm lạnh cho con chó là chúng ta làm ướt con chó là chúng ta sẽ làm ướt từ từ, lần lượt. Và sau khi tắm xong thì chúng ta phải làm khô
phần trên lưng và phần dưới bụng của con chó là hai phần buộc chúng ta sẽ phải lau khô. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi các cái video của Chạy Chó Gavi. Video hữu ích thì các bạn chia sẻ ủng hộ kênh Chạy Chó Gavi các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you.